Trong tuần, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai đề án xây dựng xã phường, thị trấn, huyện, thị xã thành phố không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2025. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Mục tiêu chung của đề án nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy triệt khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm tụ điểm mua bán, tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều đóng góp vào đề án được chuẩn bị công phu, khoa học kỹ lưỡng, đồng thời phân tích đánh giá về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng người sau cai nghiện. Trong tuần trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã diễn ra nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Sau đây là những tin tức đáng chú ý. Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2024, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã đến thăm chúc mừng, động viên các doanh nghiệp. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo của thành phố đã làm việc, trao đổi, nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để động viên khích lệ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chủ chốt có sự đóng góp lớn cho sự phát triển của thành phố Thanh Hóa. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng các doanh nhân, đồng thời biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân thành phố đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua nhiều khó khăn thử thách do thiên tai dịch bệnh và ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu để hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước và tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện có ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông Dân, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2024 và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Các phường xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi có ý nghĩa thiết thực phường Quảng Cát đã tổ chức các hoạt động giao lưu dân vũ thể thao, bóng chuyển hơi và kéo co nhằm vận động hội viên phụ nữ, hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại cộng đồng với tinh thần mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và phong trào mỗi phụ nữ, mỗi hội viên nông dân hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày. Tại phường Quảng Thịnh, hội nông dân tổ chức giải bóng đá phong trào nông dân năm 2024 thu hút hơn 100 vận động viên đến từ 8 chi hội nông dân trong phường. Sau 8 ngày tranh tài với 15 trận đấu sôi nổi hấp dẫn, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba khuyến khích cho các đội và các giải phụ là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc nhất cho các cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường xã đã tổ chức giao lưu bóng chuyển hơi nữ lần thứ nhất. Giao lưu bóng chuyển hơi nữ là dịp để chị em phụ nữ của các đơn vị được giao lưu học hỏi, trao đổi học tập kinh nghiệm tăng cường thể lực và thắt chặt tinh thần đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau hơn 3 tháng khởi công, dự án nâng cấp cải tạo công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa đang gấp rút hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào đầu tháng 11 năm 2024, tạo điểm nhấn vui chơi giải trí thể dục thể thao đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân trong tỉnh. Đây là công trình chào mừng 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố Thanh Hóa. 10 năm đô thị loại 1 của thành phố Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 76,284 tỷ đồng với mục tiêu tạo lập các khu vực cây xanh, cảnh quan theo chủ đề, khu vực vui chơi giải trí, thể dục thể thao, phục vụ nhu cầu nhân dân, nhằm phát huy tối đa giá trị văn hóa của công viên Hội An, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc, cảnh quan tổng thể của đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Năm học 2024-2025 Trường mầm non Hoàng Quang có 350 trẻ trên 12 nhóm lớp. Năm học vừa qua, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nâng cấp sửa chữa, cải tạo nhiều hạng mục và cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, góp phần đưa trường mầm non Hoàng Quang được công nhận trường chuẩn mức độ 2, đơn vị kiểu mẫu cấp tỉnh và được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi nhận thấy ngôi trường này được sát nhập về đây năm 2018, vượt chất lượng giáo dục của các thầy các cô trẻ nhà trường về vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ngày càng rất phát triển, các cháu rất tốt, phát huy về trí thức trí tuệ học tập ở môi trường này, phụ huynh chúng tôi rất yên tâm để gửi các con cháu vào đây để nâng để nâng tầm nhìn và mầm non của đất nước.